Đây bên đây thể qua mấy cái dòng GT nè. Đây GT này là T 90 nè. Đây T 90. T mới có hai mẫu mà bà con. Một mẫu là Kubota, mẫu là Kubota nha, hai mẫu nha. T 90. T 90. T 110. T 95. Rất đẹp nha. T 110 cũng có hai mẫu mà con. Đẹp. Đây 125 12 mã lực. 12,5 ngựa. 125 là 12 ngựa rưỡi nè. Nặng 12 ngựa rưỡi, 2400 vòng trên phút. Nặng khoảng 100 mấy ký nha bà con. 12 ngựa nặng khoảng 100 mấy ký. Rất đẹp bà con ơi, rất nhiều luôn. Ờ, con nào có nhu cầu luôn à, 088 635 677. Có đề không, đề đầy đủ rồi con. Đây số dòng tay lớn hơn nè, 195 có đề nè, là 19 ngựa rưỡi á, 19 ngựa rưỡi. Dung tích xe lan là 998 cm khối, 2004 dung tích xe lan là 1090 cm khối, 24 ngựa rồi con, 165 là 16 ngựa rưỡi. Dung tích xe lan là 789 cm khối, đẹp bà con. Có số dòng GT mới bên em có hai chương trình bảo hành nha, một chương trình bảo hành 1 năm, một chương trình bảo hành 2 năm nha bà con, tùy theo dòng, ít nhất là 1 năm, cao nhất là 2 năm. Hư 20 giặt dòng tháng đổi mới, qua tháng sau thì hư 20 giặt gì thì sửa miễn phí cái đó. Ở T 140 14 ngựa cũng 2400 dòng trên phút rồi con. Dung tích xi lanh là 709 cm khối. Đẹp rồi con ơi. Quá đẹp luôn. Số dòng GT nha. Đây là số dòng GT bảo hành 1 năm cho bà con. Đây bảo hành 1 năm. Đó dòng bảo hành 1 năm nha. Đây dòng bảo hành cho bà con trong thùng đây. Chưa khui đây, bảo hành bà con 2 năm. Đây dòng này bảo hành 2 năm. Đây dòng này bảo hành cho bà con 2 năm. Cái dòng này thì có GT 80, GT 90, GT 125, GT 140, GT 155 nha bà con. Cái dòng Martin Thái Lan này là chỉ có 155 lớn nhất, nhỏ nhất là 180. Đây GT Martin Thái Lan đây. Martin Thái Lan bà con, đây. Nhỏ nhất bên em là 80, GT 90, GT 125, GT 140, GT 155. Có đề cũng đầy đủ nha. Thái Lan là bạn nha, bảo hành là con 2 năm nha. Đẹp rồi con. Đây. Con mua cái tụng khui khùng ở đây nó có tặng cái gì nè. Đây T 200 T là tất cả T giống hệt nhau, là T 155, 140, 125, 90, 80. Tặng cho hai lượt nhất nè. Hai lượt dầu chứ. Vô bận nè, vô dày ghê không? Ồ siêu dày luôn nè, nặng ghê luôn. Cô tụng nó đây. Cô tụng nằm trong bọc nha. Cô tụng nó đây nè. Có túi nước xanh rồi con, coi đổ vô thôi là thành nước xanh nè. Nó là tê.
bảo hành cho con 2 năm nha, sản xuất lắp ráp tại Thái Lan nè, made in Thái Lan nè, sản xuất lắp ráp tại Thái Lan nè, made in Thái Lan, bảo hành 2 năm. Gồm có 90, 80, 125, 140 và 155 nha. Có đề luôn nha, bà con nào có nhu cầu luôn nè, 088 635 6707.
chào bà con nha, giới thiệu con số RT nè, đầy đủ hàng nha bà con, ngốc luôn. RT nhỏ nhất đây là model, đó là model của Hàn Quốc bà con. RT nhỏ nhất là 70, 80, 90, 110, 125, 140, 155, 165, nó lên từ từ. Tất cả sản phẩm anh em được bảo hành mà có 1 năm nha. Tháng đầu tiên hư hao đổi mới. Trong năm đầu á, trong năm á thì bảo hành con cái cốt nè, cốt cho lỗi kỹ thuật nè. Bê tông á, cốt lỗi kỹ thuật nè. Bánh chớn nè. Với cái lốc máy. Mà do lỗi kỹ thuật nha bà con. Trong vòng năm đầu. Còn tháng đầu tiên nữa đổi mới thôi không tính. Bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Đây số mẫu GT. Rất đẹp không bà con? Tha hồ lựa. GT giúp T tha hồ lựa không bà con? Bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Alo. Alo. Tê ha. Có không? 32 chai. Đúng rồi. Bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Đẹp bà con ơi. RT nhỏ nhất là của Hàn Quốc là 80, 90, 70, 110, 125, 140, 155, 165. Rồi con có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Đây là số model RT. Rất đẹp phải không ạ? Có đề không đề đó à, có 190 với 2004 luôn mà con. RT 195 với 2004 luôn, 24 ngựa đó, có mẫu đó luôn, mẫu 195 mẫu 2004 luôn. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Đây mẫu 195 rồi con.